Hello. Ok, chào mừng mấy anh em lại đến với kênh của tôi ha. Chào mừng quay lại. Nói chung mà tập trước mình làm tới tập 7 luôn rồi. Thì đến Aslan quýnh dịch ra là vùng đất cho tàn à. Quýnh con Tidian đúng không? Tiếp tục coi. À, giờ quýnh sâu nè. Cường hóa sát hương gây ra bởi súng 4.000. Để dành nữa nè. Đơn chiêu đó thôi. Tidian giờ đây cởi ngựa chém xíu. Rồi. Trước hết là mình chém cho nó bay cái rọ mõm ra nha anh em. Hay da. Bấm C để triệu hồi con rui ha. Rồi. Đó mình chạy theo mình Dạ.
Đi. Thả mấy sâu con ra. Ui bình ổi té nữa rồi. Dính vô đây nữa rồi, chán ghê. Ôi giời, mỗi lần nó hứng lên vậy là nó thả hai sâu con ra ta. Súng mà bắn mấy con này cái tướng mũi đốt inox quá. Nhắm thì mấy anh em bấm ép à, cho nó nhắm lên rồi mình chạy vòng vòng thôi. Ý đó, cái con mà có cái hình chiếu chiếu đó mới là con bự á. Đi ra ngoài trống trống rồi nè, ra ngoài trống trống cho nó dễ bắn. Nó gần mình thì mình bấm alt delete ha, lướt đi nhanh đi ha. Đó. Được giữa bắn nha nè. Rồi, lẩm bí để chơi chiêm ngưỡng à. Còn cái đầu, còn cái đầu, cái đuôi nó chìm xuống nhưng cái đầu vẫn còn. Tiễn bạn lên đường, bấm E nha em, cưỡi ngựa lại bấm E. Ôi giời ơi, máu sa mạc mà máu ướt nhẹp luôn, chết mày chưa, ngay đấy mày, ngon ngay. Wow, chết tim cái được chọn. Thêm một ống máu nữa.
Rồi. Tắt app đi nè. Mình lại mình hãy mình thấy cái rương xô đúng không? Mình lại mình lấy. Là cái mình lại mình kiếm bằng Google thôi. Đây. Quá trời xô luôn. Máu đầy. Mùa chiều mới nè. Tiền mình vô quách trại kiếm vật. Rồi, mình đã mắc chiêu này rồi ha. Chiêu này địa chấn. Này chưa lên cấp rồi, chưa đôn được nha em. Phản đòn, cú đâm hành quyết, cú chém sức mạnh, diệt quỷ, trạm yêu. Tăng cường số lần tấn công bật lại của cương. Nghiền nát. Tai ương là cái gì? Ấn cường hóa này cường hóa khả năng hồi phục lượng nộ. Ok. Ngon. Cái tim đây nha anh em. Cấp 4 rồi. Đeo ấn này vô cho nó tăng kinh nghiệm nè. Rồi đeo. Đeo cái ấn này cho bên đây đi. Tăng kinh nghiệm của cái này. Ở nộ mình nó tự hồi phục ha. Rồi, đem về Samuel thôi. Hẻm núi Levidan. Đất tro tàn, Atlan à. Đại lộ khô cằn. Đại lộ khô cằn. Một ác quỷ mới đúng chứ, đúng không? Đúng rồi. Kiếm vàng hay không? Đây nè. Hình như đây mình vẫn cưỡi ngựa được đúng không? Đó. Chừng nào cái biểu tượng bên bên góc bên phải mình thấy không? Nó hiện cái hình con ruồi lên là mình có thể cưỡi ngựa được. Sao giờ lính đây đông vậy? Có mấy con bự bự luôn nè.
khoan để ra test kêu anh em. Dạ kêu mình mới mua ít bệnh quỷ đang hút rất đã xong luôn rồi. Tích kêu mới đôn. Wow. Quýnh con bự này được không? Quýnh được luôn. Phản đòn được luôn. À dạ. Rồi giờ khá khỏe. Đây Samuel đây. Nhờ đi tìm trái tim của Guardian thứ tư nữa là xong anh em. Cầu linh hồn. Có thể sử dụng cầu linh hồn để tăng tốc lui xuyên qua những cây cột để kích hoạt chúng. Ok. Giờ mình bấm bản đồ all lên nha. Mình qua cái chỗ vùng đất khô cằn, đi đường của con vải đi đường hang rắn này nè, ốc ác quỷ, vùng đất tro tàn, đại lộ khô cằn, hẻm núi Levida. Chắc là nó ở vùng đất tro tàn á nè. Nãy lúc mình đi mình thấy có cái cầu đúng không? Cầu đó là mình sẽ cởi ngựa xuyên qua. Mở hết rồi á nè. Rui này là cuối rồi đó. Tiêu diệt Silitha. Này chỗ này phải không ta? Vùng đất tro tàn nè.
Để dạo bản đồ lên coi cái anh em. Nó phải có cái chỗ mà nó, đúng rồi chỗ này nè. Đó, chỗ này nè anh em, chỗ mà có cái này em ta. Nhớ là như là chỗ này á. Đây có mấy cái rừng. Có ngựa rồi, đi nhanh này. Phải không ta? Đi quên kia luôn. Đây mới đúng. Bay qua đây được không? Ui bay sao rớt đây kỳ vậy bạn, cái ngựa không được đạt lắm nữa, ngựa nó không biết bay qua bên kia, cùi bắp thiệt chứ. Hai lần rồi nha em, sao nó bay ra ngoài kìa. Lần nữa không được là tao cũng ạ mày luôn á. Bay thẳng quá vậy mới được chứ, giữa dưới kia có mấy. Đó, dưới kia có mấy con kỵ sĩ cùi bắp cưỡi ngựa kìa. Thôi, mình không cần quánh nó đâu. Đây, cậu linh hồn lên em. Cưỡi ngựa xuyên qua đây ha. Cầu linh hồn. Và có sử dụng cầu linh hồn tăng tốc lui qua những cây cột này để kích hoạt chúng. Go. Ngon ấy. Kỵ sĩ là phải có ngựa. Này mà không có ngựa đi bộ thì chắc lâu chết rồi. Đúng không anh em? Khá xa đây. Chiếc mã của mình vẫn chưa hồi phục nhưng vẫn đủ sức để chạy đoạn này ha. Tới rồi kìa. Cũng không xa lắm. Cái gì đây? Chuyện khẩm mà sao quá. Ui, ghê vậy. Có đàn em của Silica đến đưa qua bệnh viện Iron. Rồi bị nâng ấy tơ rồi. Cười. Chỗ này cũng chắc là có đồ chơi mới rồi.
Máy nhà anh này nó nhỏ, anh em có thể bấm E hả? Giống như zombie vậy. Bên này. Wow, có nhện bự à. Giải đấu tiếp nè. Rồi sao? Từ từ bình tĩnh nha. Hãy xuống đây coi có gì lầm không? Bấm on delete là dùng cái chiêu đấm liên tục như nè. Nhưng mà sao bay qua bên kia trèo lên con này, nó quạo, nó có quạo không? À, mình dùng cái phi tiêu số 2 nha. Làm chậm thời gian cho nó đừng vào. Chết bà nội rồi. Chưa bay nữa, rớt mẹ nó rồi. Đó. Phải bay lên trển. Nhưng mà từ. Nằm lại. Rồi. Dùng ngăn động thời gian như em chứ không bay qua con đó nó cắn rớt á. Làm gì tiếp theo? Nhảy đây à? Đúng là như vậy rồi. Có đại luôn kìa. Chết ngay. Má cái đường này nhìn coi thấy ghê quá vậy. Thì giữa đường có sập cầu không? Đi luôn chứ sao? Ê, tôi nghe rớp rớp rồi nha. Biết mà. Rồi. Hình như tôi nhớ đâu có mấy cái hùng này nó có cái rương, đúng rồi. Xác luôn. Một mảnh nộ nữa ha. Hùng nói bể được nhưng mà cái này không bể được nè. Rồi tiếp tục đi. Mấy con này bấm E dậm nó. Cái gì đây? Ổ nhện hả? Này anh em có thể dùng súng bắn ha. Chết mẹ chọc nó rồi. Chiêu này đấm cho nó đẹp chứ nó không có đau bao nhiêu hết ta.
Làm yếu quá. Thế là giờ đi đâu? À lên kia, leo lên kia. Đây rồi. Đấm quá trời đấm luôn mà không chết. Đam hơi cùi. Quánh mấy con này tốn thời gian quá. Sao ta? Đây có cục băng, có đồ chơi gì đây nè. Đúng mà biết ngay mà. Gì vậy? À, cái đồ ngưng tụ thời gian. Leo lại anh em. Xuống đập cái cục băng đó ra cho nó bể là ok, lên lúc lên trên luôn. Ủa? Rồi giờ mình bay qua cái cầu này ha. Đó, đứng đây cho nó nghiêng nghiêng xuống. Xong rồi dùng số 2 đổi qua cái bơm răng quăng vô đây. Rồi giờ mình đi qua đây là nó không có bị đó, nó không có bị không bị hạ cái cầu xuống không, chứ hồi nãy mình đứng bảnh là nó bị hạ cái cầu xuống. Chỗ này giờ bay qua đây cũng được đúng không? Bản đồ. Dạ. Như có chìa khóa rồi đi đâu? Để bấm ô lên coi. Nhìn đi qua cái đường bên đây có cái đi ra ngoài hả? Đúng không? Cái đường ra đâu ta? Ở trên kia đúng không? Lướt qua lướt qua. Đúng rồi, đây nè. Chỗ này hách não lắm anh em. Rồi có thêm con bự nữa. Rồi gì đây? Giải đố tiếp à?
Rồi ở nhà anh nhiều vậy? Để tôi dụ mấy con nhện này xuống, tôi quýnh kiếm chút kinh nghiệm cho cái bao tay coi. Ngon, lên cấp liền. Cái nữa nè, cái chiêu mà đấm liên tục đó mình mua ở trong shop của Vigil ha, bấm on delete chuột phải là nó sẽ đấm liên tục. Rồi quá trời tiền, quá trời kinh nghiệm luôn. Con nhện nó dưới nó đi bò theo mình kìa. Cho con này bự gấp anh em. Rồi mình dùng boomerang mình thả xuống. Đó, gớt. Ngửa bụng liền. Rồi sao nữa? Nó bò lên nữa kìa. Làm lại, làm lại. À, trên đây có đồ, có đồ. Ấy. Rồi bên kia có cái rương nè. Ngon ngay. Rồi được thêm một ống xô nữa nè. Làm sao tiếp theo? Để tôi nghiên cứu coi. Rồi hiểu rồi. Mình sẽ bay xuống đây đúng không em? Bay bay qua đó. Bay qua đây ha. Nhưng mà phải đó, cho con này nó rớt xuống nha. Rồi. Rồi. Rồi xong rồi. Không ổn, không ổn. Làm lại sao ta, bay qua bên kia. Kiểu chạy đua với thời gian nữa nè. Rồi sao nữa? Qua đây à? À đây có cái đường nè. Rồi trên kia có một cái di vật nữa. Quay mới anh em, quay mới. Mấy con lính xương nhưng mà giờ nó màu xanh này. Chưa chưa, để tôi đổi đổi cái này đi. Mà
mình có chiêu mà, chiêu mình mới đôn mà, thôi quýnh chiêu đi cho nó nhanh. Bấm bấm chết ngay. Quá giờ có vẻ nó trâu hơn lúc đầu nè. Đỡ luôn hả? Ghê. Đỡ với chúng tôi này. Rồi giờ đi qua bên đây, leo cầu thang. Bay qua bên kia lấy cái đó nè em. Cái di vật. Đấy. Rồi sao nữa? Chắc là chui vô đây thôi. Nhìn cái vòi vôi đó nhìn mắc cười quá nha. Má nó đập ly lệ luôn à. Chém phát bài rớt đây luôn. Tiếp tục giải đố tiếp. Nữa hả? Đóng cái này vô trong trỏ nè. Chuột phải ha. Rồi giờ sao bay lên? À đây có cái tường. Làm sao nữa? Bật công tắc. Lôi cục này ra hả? Bên kia có cái đầu cầu thang nữa kìa, thang máy nữa kìa, chắc là đưa cái cục này lên trên trên kia rồi chắc luôn. Canh ngay ngay xíu, đấm trên đấm bài bản nha, hợp lý luôn. Chọi này cho nổ nè. Ây da, một pha bóp giấy trời vô ngang nhện nhện lại ngay mình nổ chứ, đánh bom tự sát. Một pha bóp giấy khá hay đến từ vị trí của anh nhện. Ơi ơi mày quay. Ơi ấy dạ, vậy là sao léo chặt vô đầu nó nè, để nó đập. Mẹ nổ đau vậy, mắt háo máu luôn. Đưa cục kia lên hợp lý luôn. Bệnh viện hả? Xà lăng nè. Rồi nữa rồi.
Vô ổ nữa rồi. Con này đỡ không được luôn. Phải né thôi. Quá cây ạt quýnh mình luôn. Mày giỡn với anh. Có chiêu là chơi, không để dành. Múa lửa với anh hả? Rồi chết mẹ rồi, hết hết trâu rồi, con bự này xuống nữa nè. Ừ có chịu ủi nữa hả? Rồi đã lên cấp 3, né né nè, lát đi né đi chỗ khác nha, ủi đau lắm á. Dạ đây có luôn, có luôn cho em, có luôn cho em nó luôn. Này lên cấp 2, này lên cấp 3 rồi nè, quá ngon. Anh này bị gì à? Rớt gốc lắc hả? Giúp chân vé liền. Cái này đi đâu ta? À lấy cái rương. Rồi cái kia xíu nữa phải có đồ móc ba lên đã đúng không? Súng mà súng bắn không được, có không có đeo đao mất. Ví dụ lại tôi chơi một cái chiêu ulti cho nó chết nha, cho nhanh cấp lớp 1 ấy, một hit. Trời ơi, quá sướng. Mấy nhà anh này tính ra quýnh cũng ngon đó chứ. Nhiều xô phết. Rồi đi đâu nữa ta? Đây có cái lỗ nè. Lỗ chui đây. Đúng rồi. Cửa này bị phong ấn rồi. Rồi không có đồ chơi sao bay qua đây ta? Nó có cái rương máu. Mà máu mình thì cũng không có mắc lắm nên là không cần. Cái cầu này tôi nghi gãi nữa. Biết mà hay hay cứ tự vẽ yếu đuối quá mà. Chui đây thôi.
Rồi khóa luôn rồi. À đưa đường này. Ôi. Sao nhiều vậy? Đúng là hăng nhện. Má đi này hách não quá không? Đồ chơi nằm đâu? Ở đây nè. Đồ chơi mới mấy anh em ơi. Ngon. Nhìn thấy cái hộp đó là biết có quà rồi. Rồi, chuẩn bị làm Spider-Man. Xích Abeson phóng ra một sợi dây xích móc chặt vào cái hù và cái quạt hởi có thể dịch chuyển. Dùng chuột giữa để móc. Ok, mấy anh em bấm chuột giữa ha. Nó cài sẵn cho mình luôn. Rồi móc cái gì? Cái giáp của cái con nhện ra luôn rồi kìa. Ây da, nó cạp đau dữ à. Dạ rồi anh cặp hết nữa thôi, quá phơ bún đó nè, má nhận con thôi mà nó cạp đau vậy. Mày cạp anh hả mày, trả giá đi. Lụm liền ở giải phong ấn kìa, còn ba con nữa. Mà nuốt máu mà mày. Còn có rồi, giờ có thể phóng tơ bay nhảy rồi đó. À, đầy máu rồi, quá ngon. Nhắm vào một vật leo trèo bằng xích thì kéo qua về phía trước. Đâu? À đây nè. Mình bay lên bấm chuột giữa hả? Đúng không? Ấy, ngon ngon ngon. Đi. Bấm vô chứ. Rồi hách não tiếp rồi. Gì nữa đây? Gì từ lay học me vậy? Có đồ chơi mới là hack não tiếp anh em. Dùng ngân động thời gian hả? Bay qua bên kia lấy cái chìa khóa. Ủa gì đây nữa? Ở đây đây. Rồi có cái rương ngon này. Wow, rương mảnh giáp. Được mấy mảnh rồi? 7 mảnh, anh em còn 3 mảnh nữa là. Chờ xíu rồi tiếp tục anh em, gót mấy nước uống ấy. Nào ngoài lấy mảnh giáp rồi đi xuống. Làm gì nữa? Giờ mình sẽ ngưng động thời gian thành bao qua kia đúng không? Cười. Lý luôn.
mượt như xin siêu luôn em. Rồi giờ sao bay ra là thế nào cũng bị gấp à? À dùng cái phi tiêu, chết mẹ, đổi lại cái tụ giờ không cần dùng nữa, chắc là lấy ra đây nè, cái này sẽ là số 3 đi, thì súng cũng đâu dùng đâu ha, cái này số 2, cái tụ số 1 đi. Súng giờ đâu có dùng đâu, chỉ quýnh con si jam là dùng thôi. Rồi mình dùng cái này mình đó cho nó ấy, mình bay ra chứ không bay ra nó gấp mình nữa, hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Gì nữa đây? Chích con mẹ rồi, quên đổi cái quên đổi cái móc rồi, mà móc là số 3 hả, quên đổi cái móc rồi, nó đi lại thôi. Rồi nãy chỗ này đúng không? Rồi sao bay qua đổi cái móc, có đổi này bay qua xong rồi bắn bắn tơi gì đó đúng không? Đúng rồi, chính xác. Rồi giờ bay là đó hả? Rồi không được, bị rớt cao quá. Gì nổ ghê. Rồi đi được anh em. Mình lấy rương đó mình đi được. Rồi. Giờ là bay nhảy thoải mái luôn. Giờ đi ngược lại, ngược lại quýnh mấy con nhện trung bình hồi nãy. Rồi mình sẽ dùng cái xích này, mình xích cái vỏ nó ra nha anh em, chứ không nè quýnh nó không ăn đam nha, xích cái vỏ đi đó. Giờ mình quýnh nó mới có ăn đam nè, chiêu chiêu luôn đi, năng lượng mình nhiều mà. Phản đòn, nó quýnh mình cái mình phản đòn nha. Đó anh tôi lấy kịp thời là phản đòn ngay. À, đỏ thế. Rồi một con mắn nữa nó được giải, còn hai con nữa nè. À dạ dậm mày nhẹp luôn chứ mày dám lại cắn anh đó mày. Rồi bấm bắt đầu lên coi đi đâu nữa, đi qua đây dính còn con nhỏ bên đây nữa đúng không? Nó là như vậy rồi, chính xác. Mấy nhện con này nãy nhớ giết rồi mà sao giờ nó đông dữ à, nó reset lại hả? Mình bấm E nè, mình giết nó bằng kiếm bằng ấy thì nó có xô, nhưng mà mình bấm E thì nó lại có máu nha. Nãy nhớ nãy mình vô đây có cái móc mà đó, móc kìa, để đổi qua số 3 chứ. À, ở đây có một cái mảnh
Mảnh di vật Champion. Ngon luôn. Di vật nhà vô địch. Còn sao nữa? Ở đây luôn hả? Rồi sao nữa? Mình thấy cái hình nhện mà sao nó đâu? Ủa? Chỗ này nãy mình vô mà. Vậy là phải đi lên hả? Lên bằng cái đường nào? Sao em? Quên mẹ đường rồi. Hai đi xuống. Đi xuống không? Mà sao nhện nhiều vậy? Trời ơi. Cấp lốc 1, cấp lốc 1. Úi giời. Mình làm việc cống tiền cho anh nè. À, đi đường này mới được nè, nãy kia là nó không, này mới phải đúng nè. Giờ mình dùng quy hả? Móc nó phải không? Móc cũng được, nó xa quá. Móc không được. À móc xuống nè. Mày. À dạ. Rồi ok. Phản đòn liền. Cái nó quánh anh em bấm on delete phản đòn là ok. Chiêu này cũng khá mạnh. Sao quýnh được anh? Sao quýnh được anh? Ok, ngon. Rồi. Còn một phong ấn cuối cùng. Để bấm bản đồ lên coi con nó nằm đâu. Ủa. Mình đứng đây rồi đi đường nào trời? Thì đúng đường không? Hình như đúng đường đó nè. Ra qua đây mẹ rồi. Ê, số 3 đổi số 1 riết. Rồi ra, ra cổng luôn rồi. Từ từ. Bên kia có mấy cái rương kìa, để tôi lại đang tôi lấy cái rương nhé. Rồi. Máu me gì năng lượng gì đầy hết rồi, khỏe luôn rồi. Cái rương này nãy mình lấy rồi đúng không? Lấy rồi, mất rồi. Nãy là mình mới bển bay qua đúng không? À con nhện này nó nằm trong đấy, trong cái hang này. Đây anh em dùng này móc nó xuống mày sao bể mẹ nó lại phản đòn ngay không cơ hội nào cho em luôn.
mình đỡ trước là nó không có phản đòn nha em, phải đỡ đúng lúc là nó mới phản đòn. Không quýnh được mắt xị luôn, gương máu này dư lại. Rồi phong mắng nó được giải, quýnh bốn con nhện gọi là hiếu tá, giờ tới nhện đại quý nè. Con này hơi bự á, con này chơi sao ta, lâu quá tôi quên cách quýnh mẹ rồi. Đập cái lớp băng trên người nó ra. Hình như tôi nhớ là như phải câu mấy cái xác xuống quăng vô mỏ nó. Từ từ. Đó. Câu cái này nè. Ây da. Nhớ là vậy á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quăng vô mỏ đó. Cho nó ăn xong rồi cái lại sao đít nữa nè. Đấm cái cục băng ra. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ây da. Né anh em, né né. Nó tấn công mình phải lát đi chỗ khác nha. Ây da, không né được luôn. Rồi quăng cái quăng cái này vô miệng đó. Chưa để đi chỉnh lại, bấm số 1 hoài luôn á, giờ cho mày qua số 1 luôn nè. Vậy bấm lụm hết hai ống áo mình nè, quá cây ọt quýnh mày luôn. Rồi nó quýnh đau dữ trời, mắc ba ống rồi. Rồi giọt được, ok tiếp tục câu này. Ấy chưa hả, ăn đi lớp 1. Bài lên né nè. Má mắc 4 ống máu rồi. Rồi. Chừng nào nó há họng vậy là bắt đầu mình mới câu đồ ăn quăng cho nó nha. Rồi lụm bí. Mày. Chạy đi đâu? Wow, quá trời show luôn. Rồi, kính cửa đến con nhận chúa đã mở phong ấn anh em, có thể vô mằn thịt nó được rồi đó. Over here hả? Okay, over here, over here. Ê đúng không, đúng rồi, nhưng mà sao bị té mẹ rồi. À đâu có mấy con Medusa nữa kìa, máu mình đầy không ta, máu mình đầy mà.
Còn ai nữa không? À, một bầy người xương trên kia nữa kìa. Xuống đây hết nào. Má cái này có phơm quýnh ngon. Nhưng rất tiếc không có phơm. Phơm rồi đó, nhưng mà thôi quýnh hết rồi, chừa phơm xíu nữa quýnh con khác đi. Cho một chiêu đi, năng lượng còn tới 4 ống mà sợ gì. Hết chưa? Á đù, chừa phơm là chính xác luôn em, chừa phơm như hai con mập này là đúng chính xác luôn á, quá là hợp lý luôn. Nãy biến sớm là thất bại không, kiên nhẫn xíu. Hợp lý luôn. Rồi giờ đi đâu? Qua đây. Ồ, tôi nhớ không nhầm là hình như là ở đây có một cái rương Legendary ấn cường hóa. Là hình như mình bay lên cái cục hơi, cục lửa, cục khói này bay ngược lại là sẽ lấy được cục đó. Tôi nhớ là vậy. Không biết đúng không? Chính xác luôn nè mày. Sắp có đồ ngon xài rồi. Vinh quang. Khi sử dụng nó mở khóa khả năng làm chủ vũ khí cường hóa đáng kể sức mạnh và tốc độ chiến đấu. Ồ, quá ngon quá này mày. Cái ấn này quá ngon luôn. Đây, ủa. Đây, bên đây đây, ấn huyền thoại đây, 4 ấn. Để tôi bấm quy lên đập thông tin này. Hình cái bàn tay cầm cái kiếm. Hiệu ứng tăng đáng kể lượng năng lượng hổng mang nhận được. Wow, khiến cho bởi trao cái ập Seater tăng đáng kể lượng năng lượng hổng mang nhận được bởi các vũ khí cận chiến khác. Tăng đáng kể lượng kinh nghiệm của vũ khí nhận được khi chiến đấu. Wow, má nó cộng quá trời luôn. Toàn tăng đáng kể không. Wow, máu chảy tè le. Nhìn kiếm giờ ghê quá. Ok. Rồi giờ mình bay qua bên kia nè. Hết rương rồi. Giờ là đu nhảy như Spider-Man luôn á. À. Nhưng mà ý gì với mình thôi. Ba cái này ý gì. Bóc cua. Ủa, sao hình như cảm giác như quay ngược lại ta. Đúng không? Quay ngược lại chỗ nãy vậy. Con này nó quýnh mình không có đỡ được, không có phản đòn được anh em, né thôi. À dạ. Hai con thật là khó đối phó. Rồi, chết một con đi cho nó dễ.
gặp thêm mấy con thiên thần sa ngã này nữa chứ. Quấy rối hả mày? Quấy rối với chúng tôi. Anh còn năng lượng nhiều. Kiếm giật đôn thành đôn tới cấp 4 cấm 2 lần sướng. Rồi, quá phơm luôn. Khá đông. Anh em không nên tiết kiệm phơm nha, cứ nó đông quá thì quá phơm quánh. Giờ có cái ấn Legendary hồi phơm hồi năng lượng trao nhanh lắm. Rồi ơi, mà mấy nhà anh này bỏ đi. Nhưng mà giờ đi đâu? Để tôi đi đâu nữa nè em? Mà sao nó lại đưa mình vô, nó đưa mình về đây ta? Khó hiểu. À à, cái cửa phong ấn nãy kìa. Vậy đúng rồi, đúng rồi, vậy là đúng chứ không phải khó hiểu đâu. Xuống đây tôi bơm rương máu nữa cái cho nó đầy luôn thì dễ chơi. Ở cửa khổng lồ này nè, nhưng bị phong ấn nè, giờ mở phong ấn rồi. Rồi trùm cuối đây rồi. Đậu xanh lại tiếp tục bay à. Gì vậy? Kết thúc chuyện này cho rồi đi nào. Hang ngổ của Silha nằm bên kia. Ok. Tính ra qua chơi này cũng có việc, được việc đó chứ. Được việc cái lãnh chỉ đường thôi chứ không có được mẹ gì hết. Ở đây nè. Còn này gì đi đâu? Cái đường đến đâu tôi cũng không biết nhưng mà do quýnh con Root Murder trước thì tính tính. Ghê vậy. Lụm bí nó thôi anh em. Mình dùng cái sợi xích móc vô ha. Móc vô vô họng nó quýnh đó.
xong mình đáp đi chỗ khác nha. Ai da, ý ai da, má đáp vô tường anh em. Dịch chuyển cái bàn đó. Ây da, cãi nó nè. Ê, chuyện nào nó lại gần mình, nó vào mình đó thì mình né thôi. Ây da, chết mẹ sát tường quá. Rồi giờ mình sẽ bay lên mấy cái trụ này, xong rồi bay qua vô người nó hợp lý luôn, một phát ăn ngay nè. Hồi xưa tôi bay đã đời mới được, giờ sao hên bay phát ăn ngay luôn, kỹ năng đã lên khá cao. Đây, mang cái team về Samuel. Đây, cái team này. Team của kẻ được chọn. Rồi, máu thêm một ống nữa, 2 4 6 7 ống rồi. Đây nó có một cái cục này, mình sẽ bay lên mình ăn mấy cái kia ha, ấy vô này xong cái đổi qua số 1 liền nha em. Bay lên ngọn luôn, chỗ này nãy là nó ở trên nóc luôn, rớt xuống nè, nhưng mà đồ nó lại nằm ở dưới kia. Tầng 2 bên kia có một cái di vật nữa kìa. Đi theo hướng màu vàng đó là chính xác nha nè. Rồi giờ mình có móc rồi, giờ mình bay qua bên kia thôi. Thank you.
Cái ngựa nhìn ngầu không? Quay được 360 độ nên là tôi phải quay cho anh em xem ha. Quay ghe, quay ngang cho anh em xem con ngựa nó chạy qua bên cầu Linh Hồn nè. Không quay được. Vùng đất tro tàn. Thôi về chỗ con video anh em, chỗ cái cổng mà không tiền quá trời, lưỡi hái, một lưỡi hái khổng lồ với những đường cong sắc bén, di chuyển cái đoàn tấn công càng quét diện rộng. Còn cái 5.000 này là gì ta? Lưỡi hái tử thần hả? Là nâng cấp lên hay sao? Mánh nộ, lỗi nộ, đại thạch tinh, tươi sống, chiếm hữu, tăng lượng hỏng mang của qua lên cấp độ tối đa, bất tử. Khi nhận một đòn tấn công chí mạng, phục hồi hoàn toàn lượng máu và nộ của qua. Vật phẩm này cần phải được trang bị để có sử dụng. Ngon à. Dung thạch rỗng có thể được lấp đầy bằng nhiều vật phẩm phục hồi có lợi ích cho qua. Dùng tinh thạch sự sống để hồi phục máu. Lưỡi hái thằng chết, ok. Lưỡi hái huyền thoại của Deep tiêu diệt nhiều cái khu cùng lúc mà cái đoàn tấn công càng quá diện rộng. Lưỡi hái thằng chết cũng có khả năng tước nhiều linh hồn hơn là những cái địch bị giết. À nâng cấp nè em, hồi nãy cái lưỡi kia nó nhìn khác nhưng mà giờ cái lưỡi này nó nhìn khác đúng không? Đó, lưỡi hái chết nè. Nhìn ngầu không? Ủa mình gắn cái siêu vô nó mà nó không? Ủa chưa gắn hả? À? Đó, mình gắn cái siêu nó gắn mấy cái ấn cường hóa vô nó sẽ có màu khác ha, màu cái ấn. Cười. Cơn thịnh nộ phần chết Ontalit, một đòn chém mạnh mẽ nhiều nhát, cộng chục phải thử chiêu lên em, chục phải Ontalit đúng không? À chém nhiều vòng phần chết báo thù Ontalit. Lướt tới hả? Lướt tới quăng cái lưỡi hái gì? Cú vung trên không nhắm bách giữ chuột phải
Lưỡi địa ngục là gì? Let's sit earth, một cú ném. Let's sit earth. Ném quay. Ủa sao giờ là không đồng? À mình mua rồi nó là không đồng. Đập địa chấn trên không. Mấy cái này mua được không? Còn mua được nè, 2.000. Kim khen thải tiêu thụ lượng nộ khi kích hoạt. Quả nộ. Cửa địa ngục. Thống khổ. Rồi 12.500 thiếu nè. Chờ đủ 12.500 nữa mua là mắc luôn. Ngục ác quỷ ha. Đem trái tim về cho Samuel. Mình có thể đổi giữa cái găng tay với cái lưỡi hái qua bằng nút tab nha anh em. Bỏ mấy này đi. Thì anh đứng sẵn nè. Hello man, anh về rồi đây, có quà cho em. Đang phân vân mình đưa. Our deal wasn't for ancient history. I promised you the tower, and you shall have it. Did it amuse you to deny me what's rightfully mine, with my powers restored? I am like unto a god. I can suck the marrow from your bones before you draw another breath. I could, but I too have a code by which I do business. Besides, say what you will about balance and your ridiculous law, I recognize a quest for revenge when I see one, and revenge I respect. As for details of my resignation. Well, I do not approve of the company my master keeps. Why did you challenge the destroyer, Samael? See your journey to its end, Horseman. You will understand soon enough. You trust him? Who knows where in the Nine Hells this portal will take us? We will meet again.
ơi, nó di chuyển mình đi đâu đây không biết nữa. Đến tòa tháp Black Tower. Tháp hắc ám. Ok anh em, nói chung là clip này cũng dài thì mình kết thúc clip đây nha anh em. Qua tập tiếp theo thì mình tiếp tục chinh phục cái tòa tháp này ha. Rồi hẹn gặp ở tập sau nha anh em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Thank you.